vị, bất chấp tác động của đại dịch Covid-19 khiến nhiều ngành nghề điêu đứng, từ đầu năm 2021 đến nay, giá đất vẫn tăng chóng mặt. Thị trường bất động sản đã xuất hiện nhiều cơn sốt khó tin xảy ra ở cả ba miền trong cả nước, tác động tiêu cực đến nhiều mặt đời sống, kinh tế, xã hội và gây hoang mang cho người dân. Trước tình trạng sốt đất thì nhiều địa phương đã có động thái chấn chỉnh, cảnh báo đến người dân và nhà đầu tư. Nhưng đó chỉ mới là biện pháp hạ sốt tức thời. Theo nhiều chuyên gia, để cắt cơn sốt đất thì cần phải đánh thuế chuyển nhượng thật cao đối với người đầu cơ và đánh thuế cao nếu như không đưa đất vào sử dụng như cách mà nhiều nước trên thế giới đang thực hiện. Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất với từng loại đất theo từng vùng quy định của luật đất đai, cũng như Nghị định số 44/2014/NĐ-CP về giá đất nhằm xác định phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất, định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất. Tuy nhiên, giá đất vẫn tăng chóng mặt. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản bày tỏ lo ngại rằng tình trạng sốt đất lan tràn như hiện nay, nếu không sớm ngăn chặn, sẽ gây nhiễu loạn thị trường, đẩy giá đất lên quá cao so với giá trị thực, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Chưa kể, nhiều người sẽ lâm vào cảnh nợ nần, phá sản. Nhắc đến chuyện sốt đất ở huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, chỉ vài ngày sau khi lãnh đạo huyện Hớn Quản ban hành cấp tốc văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, khuyến cáo người dân cảnh giác, cân nhắc trước khi giao dịch mua bán bất động sản. Hầu hết cò đất đều đã rút khỏi khu vực này. Đến nay, thị trường đất đai xung quanh sân bay Technic ở Hớn Quản đã nguội lạnh hoàn toàn. Những miếng đất nông nghiệp từng được trao bán với giá 350 triệu đồng một mét ngang mà nhiều người tranh mua, nay đã xuống còn chưa tới 200 triệu đồng, song vẫn khó bán. Không ít người từ nơi khác tới đã ôm nhiều hecta đất trải vườn điều, vườn cao su với giá 2-3 tỷ đồng một sào, giờ không biết tìm ai để bán lại. Tương tự, cơn sốt đất ở xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, xung quanh sân bay Phan Thiết, đến nay cũng đã lắng dịu, nhưng hệ lụy của nó thì nhiều người dân và địa phương vẫn đang gánh chịu. Không chỉ đưa nhiều người vào bẫy, việc cò đất và giới đầu cơ từ khắp nơi ồ ạt đổ về Thiện Nghiệp đã làm xáo trộn đời sống của người dân địa phương. Hoạt động canh tác nông nghiệp đình trệ khi đất được thu gom triệt để. Những khu đất nông nghiệp quanh sân bay Phan Thiết liên tục mọc lên những con đường trái nhựa chớp nhoáng, không phép, để phục vụ cho việc phân lô bán nền. Trong đó, ít nhất 4 con đường nhựa không phép đã được Ủy ban Nhân dân xã Thiện Nghiệp phá bỏ rồi dựng bản cảnh báo về dự án ảo chưa được cấp phép. Chia sẻ về những cơn sốt đất ở các địa phương vừa qua, ông Phạm Lâm, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam,
Tổng giám đốc công ty cổ phần Decarua Việt Nam cho rằng, nguyên nhân sốt đất một phần do người dân có dòng tiền nhàn rỗi và kỳ vọng về giá bất động sản tăng trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, tín hiệu lạc quan. Chúng ta thấy là một số cái kênh đầu tư hiện nay là nó rất là hoặc là một số kênh tích trữ an toàn dành cho nhiều nhà đầu tư như là tiền gửi ngân hàng thì nó kém hấp dẫn. Chính vì vậy mà nhiều nhà đầu tư người ta cũng tìm đến một số cái kênh đầu tư nó kỳ vọng nó tốt hơn, đặc biệt là vấn đề về đất đai. Phân tích về nguyên nhân khiến thị trường bất động sản sốt giá, bà Nguyễn Hương, Tổng giám đốc công ty cổ phần bất động sản Đại Phúc Land cho rằng, do những năm qua nguồn cung hạn chế, thiếu sản phẩm ở các phân khúc, trong khi nguồn tích lũy của nhà đầu tư là có, dòng tiền dồi dào. Thực sự ra đi mua đất mua đai mà không có tiền thì không có mua được, chắc chắn phải có nguồn tích lũy trong dân. Tiếp theo đó là câu chuyện liên quan tới là cái do vấn đề nguồn cung nó hạn chế cho nên dẫn tới câu chuyện là cái giá đất, mặc dù trong năm vừa qua năm cả đại dịch xảy ra nhưng mà giá đất nó vẫn tiếp tục nó tăng, bởi vì là nguồn cung nó khan hiếm, cái nhu cầu nó có và giá tiếp tục nó tăng chứ nó không giảm, đặc biệt ở cái thị trường sơ cấp giá vẫn tiếp tục tăng. Và như vậy thì khi những cái nhà đầu tư họ nhìn thấy cái cơ hội khi mà giá tăng của bất động sản rất là tốt như vậy thì người ta kỳ vọng không chỉ trong dài hạn mà ngay ngắn hạn cũng có thể là có được những cái phần lợi nhuận ở trong cái đầu tư bất động sản. Và như vậy thì với đặc biệt những cái thị trường mà gọi là tài chính liên thông, thị trường chứng khoán hay thị trường vàng hay là hiện tại giờ lãi suất ngân hàng cũng vậy, cũng đang ở mức rất là thấp trong khoảng tầm 10 năm qua. Thị trường vàng chứng khoán thực sự ra những thời gian vừa rồi cũng có những sự biến động, nhà đầu tư họ cũng có cái khuynh hướng là muốn chuyển sang những cái đầu tư khác mang tính an toàn hơn và nó hấp dẫn hơn. Thì đó là một số tâm lý mà nhà đầu tư họ sẽ chuyển kênh đầu tư sang cái hướng bất động sản. Cũng không ngoại trừ cái yếu tố tôi cũng đánh giá nhận xét là gì, do những cái năm vừa qua thì cái giá bất động sản ở tại các thành phố lớn ở trong nội thành hoặc những vùng phụ cận nó đã có mức điều chỉnh khá là nhanh và khá là cao, cho nên là ở những cái vùng xung quanh giống như là nước chảy về vùng trũng nó đang thấp so với những cái vùng khu nội đô, cho nên là có cái tình huống là gì, là cái sẽ có tình huống là những nhà đầu tư họ sẽ kỳ vọng ở những mặt bằng giá xung quanh này đang ở thấp nó sẽ đẩy lên cao, cộng với cái điều cộng hưởng nữa là yếu tố khách quan nữa là câu chuyện liên quan tới liên tiếp các thông tin về đầu tư, về đầu tư công, về cơ sở hạ tầng cũng như là về các cái quy hoạch mới, các cái thành phố mới thành lập, các cái việc nâng từ huyện lên quận, thì nhà đầu tư họ cũng kỳ vọng trong cái tương lai sẽ có một cái gọi là sự gia tăng giá trị bất động sản trong ngắn hạn lẫn dài hạn. Trong khi ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc công ty Việt An Hòa cho rằng, ngay ở thành phố Hồ Chí Minh, những cơn sốt đất có phần từ việc giá nhà đất trên địa bàn đã quá cao, vượt quá khả năng của người dân, buộc họ phải chuyển dọc tiền sang các tỉnh lân cận để mua nhà đất. Những yêu cầu về tính pháp lý, vướng mắc pháp lý thời gian qua vô tình hạn chế nguồn cung, hạn chế dự án mới nên buộc người dân, doanh nghiệp phải đi ngày càng xa các tỉnh và phải lựa chọn bán dự án bất động sản giá cao. Ở các nước, khi thị trường nhà đất có nguy cơ bong bóng, lập tức công cụ thuế được áp dụng bằng cách đánh thuế những người có nhiều bất động sản mua để đầu cơ. Đó là đề xuất của ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Hoàng Châu nhấn mạnh, sốt đất hiện nay thực sự là sốt giá bất động sản trên tất cả các loại hình, không chỉ đất nền, đất nông nghiệp mà cả sốt giá căn hộ, dự án biệt thự, nhà phố và cả khu vực đô thị cũ. Giá nhà đất tại khu vực đô thị cũ cũng tăng lên rất cao. Hệ lụy khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại, thậm chí phá sản trong khi nhà đất bị bỏ hoang. Hệ lụy lớn của những cơn sốt đất là đông đảo người thu nhập trung bình và thấp bị mất cơ hội vì mặt bằng giá bị đẩy lên quá cao và cơ hội có nhà ở của người tiêu dùng có nhu cầu thật bị mất đi. Lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề xuất giải pháp xử lý tình trạng sốt đất hiện nay. Chúng ta biết rằng là đối với các nước khi mà xử lý vấn đề này thì người ta sẽ đánh thuế rất cao đối với những trường hợp mà chuyển nhượng bất động sản ngay sau khi tạo lập. Và cái thuế suất này là nó đánh rất cao trong năm đầu tiên nếu chuyển nhượng, thậm chí năm thứ hai cũng vẫn còn cao, năm thứ ba vẫn cao, để triệt tiêu cái ý chí của những nhà đầu cơ, tức là anh có mua đi mà anh bán lại anh với mức thuế này anh không chịu đựng nổi, cho nên đó là nó triệt tiêu cái ý chí đầu cơ của những nhà đầu cơ. Và như vậy ở các nước thì người ta sử dụng cái đánh thuế cao đối với những trường hợp chuyển nhượng sang đến năm thứ ba, hết năm thứ ba thì mới là đánh mức thuế do chuyển nhượng nó trở lại bình thường. Thì đó là sử dụng công cụ thuế.
Công cụ thuế thứ hai đó là đánh thuế những người có nhiều bất động sản. Ở Việt Nam ta các công cụ này chưa có. Rồi là đánh thuế cao nếu không đưa đất vào sử dụng. Hiện nay chúng ta biết rằng là nhà nước có cái chính sách thu hồi đất nếu vi phạm pháp luật về đất đai, trong đó có cái việc chậm đưa đất vào sử dụng. Nhưng mà cái đó chỉ là vấn đề thu hồi thôi. Nhưng mà còn này là đánh thuế cao những dự án bất động sản, những cái trường hợp mà sử dụng đất mà không đưa vào sử dụng để đất hoang hóa. Ngoài ra, ông Lê Hoàng Châu cho rằng với cơ chế về tín dụng, việc cho vay 70% giá trị tài sản đảm bảo có thể tạo cơ hội để các nhà đầu tư vay mua lướt sóng nhiều hơn. Chính sách tín dụng cũng cần được thay đổi ở những giai đoạn sốt giá nhà đất, như giảm hạn mức cho vay từ 70% về 30-50% tùy giai đoạn, kiểm soát việc đầu tư lướt sóng qua dòng tín dụng đổ vào thị trường bất động sản. Trong khi luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ ra một trong những nguyên nhân khiến tình trạng sốt đất cục bộ là do các ngân hàng gia tăng số dư nợ tín dụng. Trong quý đầu năm 2021, tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng là 2,13%, nhưng tín dụng bất động sản lại tăng nhanh hơn cả mặt bằng chung. Nhiều ngân hàng thương mại đang chạy đua cho vay tiêu dùng, trong đó các gói cho vay bất động sản với lãi suất chỉ từ 4,99% đến 10% một năm. Động thái này của các ngân hàng đã thúc đẩy người dân vay để đầu tư vào bất động sản. Về giải pháp, luật sư Nguyễn Văn Hậu kiến nghị các ngân hàng dưới sự quản lý nhà nước phải có cơ chế và chính sách chặt chẽ để lường trước những rủi ro trong việc cho vay bất động sản. Trao đổi về dòng vốn tín dụng đổ vào bất động sản, ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, hiện dư nợ cho vay lĩnh vực bất động sản khoảng 350.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 13,5% trong tổng dư nợ. Nếu so với đầu năm, tín dụng bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh tăng khoảng 2%, tương đương với mức tăng bình quân chung. Chúng tôi nắm rất rõ những cái thông tin về thị trường bất động sản của Thành phố Hồ Chí Minh. Đứng ở góc độ ngân hàng thì cũng xin báo cáo với các anh chị, đó là có thể nói là trong 5 năm, 6 năm vừa qua đó thì nó rất nhiều dòng tiền đã đổ vào cái thị trường này. Có thể nói đó là ngoài giờ sáng giờ chúng ta đã đặt vấn đề như đó là nguồn tiền tích lũy từ trong dân, rồi nguồn kiều hối, rồi nguồn từ FDI, vân vân. Nhưng mà cái nguồn quan trọng nhất vẫn là cái kênh tín dụng của ngân hàng. Chúng tôi cũng phải nói đó là nếu mà nói về kênh tín dụng ngân hàng thì hiện nay đó là không phải chiếm đại bộ phận trong cái thị trường bất động sản này đâu, mà kể cả luôn trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh. Hầu như là doanh nghiệp nào thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh hay là thực hiện các cái dự án đầu tư đều có liên quan đến cái hoạt động gọi là vay vốn ngân hàng cả. Và do đó mà chúng tôi nhận thấy rằng đây là một cái kênh tín dụng mà chúng tôi có thể nói đó là đối với lĩnh vực tín dụng bất động sản, tôi trong thời gian vừa qua là chúng tôi quản lý rất là chặt chẽ. Cũng báo cáo các anh chị đó là con số thống kê của Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đó cho thấy đó là tín dụng bất động sản của chúng ta trong từ năm 2015 đến nay đó thì bình quân tăng mỗi năm đó là khoảng từ 12-13% về cái dư nợ cho vay. Đầu tư một dự án bất động sản bán ra thị trường cần ít nhất từ 2-3 năm triển khai, trong khi sốt đất thường diễn ra chỉ trong vài tháng, khiến doanh nghiệp khổ, thậm chí điêu đứng vì dự án bị vạ lây. Ông Nguyễn Minh Khang, thành viên hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư LDG khẳng định, người có tiền nhàn trỗi để dành trong vài năm mua đất nơi sốt giá là rất ít. Còn lại, phần lớn những người mua đất khi sốt đất là để đầu cơ, mua đi bán lại. Họ sẵn sàng trút số tiền tiết kiệm, thậm chí vay ngân hàng để mua, nhưng sau đó không bán được, dẫn tới nợ nần chồng chất. Sốt đất hay sốt nhà hay sốt chung cư, liệu có ai đứng phía sau để thổi cái đó lên để mua lại không? Tôi khẳng định điều đó có. 80% những tôi theo dõi những cái nơi mà sốt đất ở các tỉnh thành mà vừa qua và các năm trước đây đều có như vậy. Nhưng vấn đề chính bây giờ tại sao nó có điều đó? Điều đó thứ nhất là gì? Bản thân người dân Việt Nam có tiền mặt rất nhiều. Luật sư Trần Minh Cường, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm để hạn chế sốt đất trong tương lai cần tiếp tục minh bạch, công khai các thông tin về quy hoạch sử dụng đất, các dự án đầu tư lớn đã được phê duyệt. Hiện nay, theo quy định trong Luật Đất đai và Luật Tiếp cận thông tin, các cơ quan nhà nước đang nắm giữ thông tin quy hoạch được phê duyệt
có trách nhiệm cung cấp cho người dân và người dân có quyền tiếp cận các thông tin này. Và rõ ràng cái hành vi mà thổi giá, chúng ta đã các chiêu trò trong các cái việc sốt đất ảo này, chúng ta đã thu lợi thậm chí hàng trăm hàng ngàn tỷ. Thì như vậy rồi việc này rõ ràng đây là một hành vi ngay gây nguy hiểm cho xã hội và ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng. Do đó ở góc độ là một người làm công tác pháp luật thì tôi cũng kiến nghị các cơ quan chức năng nên có nên chăng là chúng ta nên xem xét hình sự hóa cái hành vi này vào trong bộ luật hình sự để giảm, cũng như là một trong những đưa ra một những giải pháp mà nó ở góc độ pháp luật để chúng ta hạn chế một phần nào ở các cái hành vi chúng ta hiện nay là có một số cái lực lượng môi giới cũng như là đầu cơ, chúng ta có cái hành vi thổi giá mà gây nên cái những cái lũng đoạn thị trường cũng như ảnh hưởng đến nền tài chính cũng như là an ninh trật tự. Liên quan đến câu chuyện minh bạch các thông tin về đất đai, ông Dư Huy Quang, trưởng phòng quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong các quy định pháp luật về đất đai đều nêu rõ trách nhiệm của cơ quan nào phải thực hiện, thời gian, nội dung triển khai để cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu tiếp cận, nắm bắt thông tin. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước là phải công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch, bản đồ, và Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện điều đó. Và thực tế ở Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng biết ngoài cái thông tin trên các trang web, thông tin trực tiếp tại trụ sở cơ quan thì hiện nay là ở thành phố Sở Quy hoạch Kiến trúc vừa rồi họ cũng có một trang web riêng về cái thông tin quy hoạch. Như vậy thì cái điều kiện cơ sở để tiếp cận cũng rất thuận lợi, dễ dàng. Thì đó là một trong những giải pháp mà chúng về phía sở cũng thấy đã và đang thực hiện. Tuy nhiên thì cũng muốn chia sẻ thêm là khi mình tiếp cận thông tin đó thì tiếp cận cái gì, những thông tin trong quy hoạch, trong kế hoạch sử dụng đất nó nói cái gì mà nó ảnh hưởng đến cái giá đất nó làm sao. Thì như chúng ta biết, một trong những cái yếu tố ảnh hưởng đến giá đất là ngoài cái quy hoạch còn cái thời điểm để triển khai thực hiện các cái dự án trong quy hoạch đó. Thì khi mà tiếp cận đối với cái quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì như chúng ta biết, một cái dự án mà muốn thực hiện trong thực tế thì nó phải hoàn tất thủ tục pháp lý về giao thuê đất. Mà muốn hoàn tất thủ tục pháp lý giao thuê đất thì nó phải căn cứ vô cái kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Hay nói cách khác, một cái dự án mà muốn triển khai thì đầu tiên nó phải đăng ký vô kế hoạch sử dụng đất của cái năm đó. Thí dụ như năm 2021 mà các dự án muốn triển khai thì cuối năm 2020 phải đăng ký vô kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện cái dự án đó trong kế hoạch. Và khi kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện có dự án đó được phê duyệt thì dự án đó mới tiến hành làm thủ tục pháp lý được. Lúc đó nó mới có cơ sở để thực hiện trong thực tế, kể cả các dự án, tất cả các dự án, kể cả dự án giao thông, kể cả các dự án hạ tầng, dự án công cộng. Như vậy thì mình muốn biết một khu vực mà cái dự án đầu tư nó có khả năng triển khai chưa, tiến độ thực hiện triển khai chưa, nên tiếp cận với kế hoạch sử dụng đất để biết rằng trong năm đó dự án đó nó đủ điều kiện để thực hiện chưa. Thì đó theo tôi cũng là một trong những yếu tố để mình có thể tỉnh táo, mình kiểm soát, mình đối chiếu để coi nó có ảnh hưởng đến cái giá trị đất mà mình muốn mua hay không. Thì đó là một chia sẻ thêm một số thông tin và cái cách, cái nội dung mà mình tiếp cận để mình biết, là để mình tỉnh táo trong việc mà xem xét để mình đánh giá quyết định cái sự đầu tư của mình trong đất. Một trong những thông tin cũng muốn chia sẻ với các anh chị là như cái đề dẫn nãy đó, lúc đầu có đề cập đến cái nghị định về giá đất. Thì theo quy định luật đất đai thì chính quyền cấp tỉnh phải ban hành một cái bản giá đất. Bản giá đất đó nó sẽ được áp dụng trong thời hạn 5 năm. Thì hiện nay nói riêng Thành phố Hồ Chí Minh thì năm 2020 cuối 20 mình đã ban hành cái quyết định về giá đất rồi. Tức là ở Thành phố Hồ Chí Minh đã có một cái bản giá đất do thành phố ban hành. Bản giá này nó sẽ được áp dụng trong 5 năm. Như anh Hậu nãy nói cũng có đánh giá về cái mức độ chính xác của bản giá đất này. Tuy nhiên khi xây dựng bản giá đất thì cũng qua những cái quy trình rất chặt chẽ. Tức là đảm bảo những cái trình tự thủ tục. Như vậy thì bản giá đất mà thành phố đã công bố cũng là một trong những yếu tố để khi mình quyết định việc mua đất thì mình cũng thể đối chiếu vào cái bản giá đất để mình cân nhắc về cái mức độ cái đầu tư của mình như thế nào. Và bản giá đất này cũng được công bố công khai và cũng các cơ quan cũng có trách nhiệm phải thông tin cho những người có nhu cầu tìm hiểu. Về phía cơ quan quản lý, ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Hồ Chí Minh cho biết,
trung tâm sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, cung cấp nguồn đất thô, đất sạch với pháp lý tương đối ổn định theo quy hoạch đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể, như một số trường hợp tổ chức bồi thường, hủy hoặc thu hồi sử dụng đất không đúng quy định pháp luật, sau khi thu hồi xong, trung tâm sẽ tổ chức bán đấu giá theo quy định của nhà nước. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao nhiệm vụ cho trung tâm tổ chức bán đấu giá một số quỹ tái định cư không còn nhu cầu sử dụng. Trong năm 2021 và các năm kế tiếp, trung tâm sẽ tập trung thực hiện chỉ đạo của thành phố bán đấu giá một số trường hợp và thông tin sẽ được công khai, mời gọi nhà đầu tư thực chất tham gia nhằm tạo thêm quỹ đất sạch cho thị trường.